Xin chào các em học sinh. Để chuẩn bị cho kỳ thi cuối học kỳ 1, môn thể dục lớp 6. Sau đây, chúng ta bắt đầu bài ôn tập của ngày hôm nay. Về nội dung của bài ôn tập, cuối học kỳ 1, các em sẽ thi nội dung bóng ném. Thì học sinh sẽ thực hiện nhịp nhàng, đúng kỹ thuật dàn bóng tại chỗ và di chuyển. Ứng dụng nội dung đã học vào luyện tập để nâng cao sức khỏe, phục vụ cho việc học tập của học sinh. Hình thức kiểm tra học kỳ 1 là cá nhân. Về tư thế cầm bóng thì ngón út và ngón giữa nên để dưới bóng, trong khi ngón cái và ngón trỏ nên giữ chặt ở trên bóng. Về tại chỗ dẫn bóng trọng tâm cao thì tư thế chuẩn bị: đứng hai chân rộng bằng vai, hai gối hơi khuỵu, trọng tâm dồn đều vào hai chân, hai tay thả lỏng tự nhiên và giữ bóng bên hông thuận, bàn tay thuận đặt trên đỉnh bóng, tay không thuận đặt phía dưới bóng. Các ngón tay, lòng bàn tay đều xòe tự nhiên, tiếp xúc bóng với phần chai tay và lòng của các ngón tay. Lòng bàn tay không chạm bóng, mắt quan sát tình hình trên sân. Khi dẫn bóng, từ tư thế chuẩn bị, rút tay không thuận ra, lấy khuỷu tay thuận làm trụ để dùng lực cổ tay thông qua cẳng tay đến các chai tay và lòng các ngón tay. Ấn bóng xuống. Sau khi bóng rời tay, sẽ tiếp tục đi xuống và chạm đất tại một điểm cách bàn chân thuận từ 10 đến 15cm ở ngoài thân người. Rồi theo quán tính, bóng sẽ nảy thẳng lên. Dùng bàn tay thuận chủ động đón đỉnh đầu bóng, ngay từ dưới thắt lưng. Cổ tay hơi ngửa. Bóng tiếp xúc đầu tiên với các ngón tay rồi đến các chai tay. Bàn tay thuận tiếp tục đưa bóng để hãm đà nảy bóng cho tới khi ngang thắt lưng thì dừng lại. Dùng sức của cổ tay và các ngón tay ấn bóng xuống lần kế tiếp. Về tại chỗ dẫn bóng trọng tâm thấp. Về tư thế chuẩn bị, tương tự như kỹ thuật dẫn bóng trọng tâm cao, nhưng người thực hiện sẽ lùi chân thuận về sau một bước để chuyển trọng tâm xuống thấp hơn. Khi dẫn bóng, các giai đoạn được thực hiện tương tự, nhưng ở kỹ thuật này, bóng sẽ khống chế ngay đầu gối và có tần số nhanh hơn. Tay không dẫn bóng sẽ đặt về phía trước để che chắn bóng, mắt quan sát tình hình trên sân. Về kỹ thuật dẫn bóng di động, thì từ tư thế chuẩn bị của kỹ thuật tại chỗ chuyền vào phát bóng, chân trái bước tới trước tuần tự trái phải đồng thời tay phải ấn bóng xuống đất. Khi chân phải chuẩn bị chạm đất thì lúc này bóng nảy từ mặt đất lên thắt lưng. Tương tự kỹ thuật dẫn bóng tại chỗ, nhanh chóng dùng bàn tay chủ động đón đỉnh đầu bóng để hãm đà nảy của bóng. Nhưng lúc này bàn tay tiếp xúc bóng hơi chết về phía sau để nhằm chuẩn bị ấn bóng tới phía trước khi di động. Khi di động dẫn bóng, thân người duy trì tư thế ngã về trước, dùng lực của cẳng tay và cổ tay để dẫn bóng. Lực tác động vào bóng mạnh hay yếu tùy thuộc vào tốc độ chạy nhanh hay chậm. Chúng ta đến với những sai lầm thường mắc. Thì lúc ấn bóng xuống, để bóng rơi xuống trước hai chân, ảnh hưởng tốc độ, chân dễ chạm bóng. Thì biện pháp sửa chữa, tư thế chuẩn bị phải giữ bóng trên thắt lưng của tay thuận, với tay thuận đặt trên đỉnh bóng, tay không thuận đặt vào đáy bóng. Lúc ấn bóng xuống đất quá mạnh, ấn bóng xa khỏi tầm khống chế, tốc độ chạy và tay dẫn bóng chưa phối hợp nhịp nhàng. Biện pháp sửa chữa, chỉ cho dẫn bóng trong đi bộ hoặc dẫn bóng một nhịp rồi bật nhẹ bắt bóng khi cơ thể còn trên không. Thì vừa rồi chúng ta đã ôn lại nội dung của kiểm tra cuối kỳ 1. Sau đây chúng ta chuyển sang phần dặn dò. Về phần dặn dò, thì các em thực hiện kỹ thuật dàn bóng tại chỗ và di chuyển thuần thục để kiểm tra học kỳ 1. Chú ý một số điều sau. Thì tuần 15, các em đi học đầy đủ để kiểm tra học kỳ 1, mặc đồng phục thể dục đúng quy định. Đối với các em bị chấn thương không thực hiện được bài thực hành thì sẽ kiểm tra bằng hình thức làm bài lý thuyết. Đến đây thì bài học của chúng ta đã kết thúc. Cảm ơn tất cả các em đã chú ý lắng nghe. Chúc tất cả các em hoàn thành bài kiểm tra thật tốt. Thầy xin chào tất cả các em.